Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng, Quý Tôn Đức và toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Con cung thỉnh Chư Tôn Đức an tọa. Mời đạo tràng an tọa. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử và toàn thể các bạn tình nguyện viên thân mến, sau đây con xin thông báo qua hôm qua chương trình tổng kết khóa tu tại chùa Phước Hội năm 2019 như sau. 1. Thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm đạo tràng đã xong. 2. Niệm Phật cầu gia hộ đã xong. 3. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. 4. Báo cáo Phật sự khóa tu của đạo tràng trong năm 2019. 5. Phương hướng hoạt động của đạo tràng trong năm 2020. 6. Phát bằng tuyên dương công đức. 7. Cảm từ Phật tử khóa tu. 8. Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. 9. Phát quà lưu niệm. 10. Cảm tạ và hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh, Chư Tôn Đức hiện diện. Kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi. Trong sự lặng lẽ đó có biết bao diễn biến của dòng đời luôn thay đổi theo tiến trình thành trụ hoại không? Trong thời gian vô cùng và không gian vô tận, có biết bao sự thành tựu có ý nghĩa đối với cuộc sống con người.
Nhờ sự tuần hoàn thay đổi đó, cái chưa có được ra đời, cái đã có được trân trọng và tạo tiền đề để phát triển cái mới được hoàn thiện. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, một năm trôi qua với biết bao sự thành tựu của đất nước, con người trên lãnh thổ Việt Nam. Để cho những thành tựu đó được tiếp nối và phát triển, tiền nhân đã định khung thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Muốn có được một tương lai bền vững ổn định thì hiện tại chúng ta luôn nỗ lực vun bồi và biết nhìn về quá khứ đã qua để đúc kết kinh nghiệm cho hiện tại nhằm xây dựng và phát huy cái sẽ đến trong tương lai tốt đẹp. Cũng với ý nghĩa đó, sáng nay, ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Phước Hội được sự cho phép của Hòa Thượng chủ trì tổ chức lễ tổng kết các công tác Phật sự của đạo tràng đã làm trong năm qua để điểm lại những ưu khuyết và định hướng hoạt động trong năm mới. Thay mặt ban tổ chức thành kính cung đón chư tôn đức, quý vị Phật tử, toàn thể nam nữ Phật tử, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Để đến buổi lễ hôm nay, chúng con xin được giới thiệu Hòa Thượng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, kiêm trưởng Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè, trụ trì chùa Phước Hội, đạo hiệu Thích Quảng Thiện. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức, Thạc sĩ, Ủy viên Phân Ban Đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Phân Ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ủy viên Giảng sư Đoàn Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, đạo hiệu Thích Đức Lộc. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức, đạo hiệu Thích Phước Quang, chú xứ chùa Thiên Trước, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được giới thiệu về đưa tin trong buổi lễ, có phóng viên báo Phật sự Online TV và trang YouTube Sen Hồng về đưa tin trong buổi lễ hôm nay. Xin được giới thiệu chung gần 200 Phật tử về tham dự trong buổi lễ. Xin một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của chúng ta trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trong sự trang nghiêm thanh tịnh và thấm tình đạo vị trong buổi lễ tổng kết công tác Phật sự của đạo tràng khóa tu một ngày an lạc của chùa Phước Hội hôm nay, để điểm lại quá trình hoạt động trong năm 2019, giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời Phật tử Đức Sáng đọc bản báo cáo tổng kết khóa tu. Trước khi chú Đức Sáng đọc bài báo cáo tổng kết cuối năm, thì thầy xin mời cả các bạn tình nguyện viên giờ này chúng ta hãy đứng lên, chúng ta sẽ hợp xướng với bài ca Niềm An Vui để cúng dường lên chư tôn đức cũng như là quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay. Tất cả các bạn tình nguyện viên chúng ta đồng đứng lên nè. Các bạn chúng ta chắp tay trang nghiêm để chúng ta hướng về Tam Bảo, dâng lên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị thiện hữu tri thức và quý nam nữ Phật tử. Con pháp danh Đức Sáng xin đọc bản báo cáo tóm tắt hoạt động khóa tu một ngày an lạc của đạo tràng chùa Phước Hội trong năm 2019. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử đồng tu, theo thời tiết một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, còn theo thời gian thì một năm có 365 ngày trong khoảng thời gian dài của 12 tháng. Mọi sự sinh hoạt của chúng ta đều nhờ nhiều lĩnh vực, trong đó có sự tham
gia tu tập và hoạt động liên tục của khóa tu một ngày an lạc trong suốt 10 kỳ với sự hướng dẫn của chư tôn đức tại đạo tràng và sự đóng góp trợ duyên phụng sự tam bảo và chúng sanh từ vật chất cho đến tinh thần của quý Phật tử gần xa. Các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã tích cực đồng hành cùng với Hòa Thượng chủ trì làm rất nhiều công tác Phật sự tại địa phương cũng như nhiều nơi khác nhau. Bởi lẽ Đức Phật dạy rằng di tuệ thị nghiệp là tiếng vọng muôn đời cho những ai muốn thức tỉnh mình trước khi thức tỉnh người. Là người Phật tử, chúng ta chưa được trưởng thành từ bào thai trí tuệ thì chúng ta chào đời trong tiếng khóc thiếu tháng thiếu ngày, thì đương nhiên chúng ta sẽ là những đứa con yếu tử của cuộc đời. Với sự quan trọng đó mà tất cả chúng ta đang có mặt trong ngôi Tam Bảo Chùa Phước Hội này. Qua nhiều sự nỗ lực tu tập, hành trì theo chân lý của Đức Thế Tôn và phụng sự nhân sinh trong nhiều hình thức khác nhau như xây cầu, đắp đường, chia sẻ những phần quà tình thương đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2019, Đạo Tràng Chùa Phước Hội đã đồng hành qua sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương chung tay chăm lo các bà con còn nhiều khó khăn trong cuộc sống để cho bà con có được cái Tết ấm áp và ăn vui bên mâm cơm gia đình vào ngày 29 tháng 1 nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Chùa tặng 200 phần quà Tết mừng xuân Kỷ Hợi với chủ đề ấm tình mùa xuân, tổng kinh phí cho buổi lễ phát quà là 60 triệu đồng. Tiếp theo đó, với sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Đức Lộc, vào ngày 1 tháng 2 nhằm ngày 27 năm Mậu Tuất, đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi tại Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh 150 phần quà với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Cách đó sau 2 ngày, Thầy đã hướng dẫn Phật tử đến thăm và tặng 200 phần quà cho bà con khoa bổng Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 1 năm 2019 nhằm ngày 29 năm Mậu Tuất với tổng chi phí số tiền là 40 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện và làm hoàn tất công trình xây bờ kè bắc cầu nơi phía trước chùa vào ngày 20 tháng 4 nhằm ngày 13 tháng 3 năm Kỷ Hợi khởi công để hoàn thành phần còn lại với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Kế đến chuẩn bị chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, Đạo Tràng đã thuê thợ từ thành phố Hồ Chí Minh về đắp y mặc áo Phật với tổng chi phí là 50 triệu đồng. Trong tháng 4 âm lịch vào ngày 12 tháng 5 nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi, chùa tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019 để chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam, với tổng số tiền để lo cho buổi lễ là 112.500.000 đồng, trong đó 60 triệu để phát 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và 65 triệu chi phí xe cộ ăn uống chi tiêu cho buổi lễ.
Cũng trong tháng 4 vào ngày 18 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi, tại lễ đài tập trung của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè, đại diện chùa Phước Hội, Hòa thượng chủ trì đã trao tặng một căn nhà tình thương với số tiền là 40 triệu đồng để tiếp tục tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi vào ngày 23 tháng 6 nhằm ngày 21 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Chùa tổ chức khóa tu tuổi trẻ và tặng 200 phần quà cho các em học sinh là 40 triệu đồng cộng chi phí ăn uống, tổ chức khóa tu 10 triệu, tổng chi phí là 50 triệu đồng. Trên tinh thần hiếu đạo của người con Phật, vào ngày 27 tháng 8 nhằm ngày 27 tháng 7 năm Kỷ Hợi, chùa tổ chức đại lễ Du Lan dân pháp y Kasa. Trong dịp này, đạo tràng phát 150 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng chi phí là 45 triệu đồng. Tiếp theo, Trung thu là Tết Nhi Đồng, với sự cho phép của Hòa Thượng và sự hướng dẫn của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, chùa Phước Hội kết hợp với phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc ban từ thiện xã hội Trung ương, tổ chức long trọng buổi lễ hội Trung thu cho các em có cơ hội về tham gia chương trình hoạt động với những trò chơi dân gian như quay số trúng thưởng, rước đèn ông sao. Trong buổi lễ đã phát 10 phần học bổng cho các em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn và phát 10 chiếc xe đạp cho các em nghèo chăm ngoan cầu tiến, với tổng kinh phí cho đêm lửa chạy lễ hội Trung thu là 70 triệu đồng. Để tưởng nhớ ân giáo dưỡng của bậc ân sư Khả Kính, vào ngày 16 tháng 10 nhằm ngày 18 tháng 9 năm Kỷ Hợi, môn đồ Pháp Quyến long trọng tổ chức trọng thể và trang nghiêm kỷ niệm 10 năm ngày viên tịch của trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Đạt. Trong dịp này, chùa Phước Hội nơi đây phát 30 phần học bổng cho các em hiếu học với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Cũng trong ngày này, chùa Phước Hội ở ngoài quốc lộ 1A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy cũng cấp phát 50 phần học bổng, mỗi phần 1 triệu đồng và 150 phần quà cho học sinh gồm 10 quyển tập, 10 cái viết, bao thư 50.000 đồng và 150 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần tương đương 300.000 đồng. Tổng kinh phí chung cho công tác thiện nguyện này là 100.578.000 đồng. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa Phật tử, trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự của Đạo Tràng Chùa Phước Hội trong năm 2019 và phương hướng 2020 với tổng số tiền là 668.078.000. Đây là số tiền không phải nhỏ so với một ngôi chùa nằm sâu trong vùng thôn quê của chúng ta. Với số tiền này cũng đã nói lên phần nào sự cố gắng chung tay góp sức của quý Phật tử nam nữ gần xa đã đồng hành và trợ duyên cho đạo tràng chúng ta hoàn thành tốt công tác Phật sự với phương châm tốt đời đẹp đạo. Chúng con xin được tri ân Chư Tôn Đức và quý Phật tử đã lắng nghe bản báo cáo tóm tắt hoạt động của Đạo Tràng trong năm 2019. Mong rằng Đạo Tràng chúng ta tiếp tục phát huy hơn nữa trong năm 2020. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc.
Nam Mô Thượng Tấn Ma Tát. Nối tiếp chương trình là phương hướng hoạt động của đạo tràng trong năm tới 2020. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Đức Lộc có lời phát biểu định hướng cho năm 2020 của Pháp Tu và những hoạt động Phật sự. Cung thỉnh Đại Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin được vấn an sức khỏe Chư Tôn Đức và gửi lời chúc mừng toàn thể được Phật tử trong khóa tu tập hôm nay được nhiều niềm vui và hỷ lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng, kính thưa toàn thể quý nam được Phật tử, vừa qua thì chúng ta đã nghe được cái bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2019 tại Đạo Tràng Chùa Phước Hội chúng ta, do sự chung tay góp sức của toàn thể các Phật tử gần xa, cũng như sự hỗ trợ bằng tất cả tâm thành của các em tình nguyện viên đến từ các trường đại học đã thường xuyên trở về Chùa Phước Hội để mà hỗ trợ những cái khóa tu, từ khóa tu của các Phật tử lớn tuổi cũng như các khóa tu của các em thanh thiếu nhi. Và trong năm 2020 thì đạo tràng chúng ta cũng tiếp tục trên bước đường hoàn truyền chánh pháp, và với sự hướng dẫn chỉ dạy của Hòa Thượng Chủ Trì, chúng ta sẽ có cái phương hướng hoạt động. Thì đầu năm thường thì chúng ta mở khóa tu lại vào cái ngày 27 tháng 2, nhưng năm nay chúng ta sẽ mở khóa tu của đạo tràng một ngày an lạc của chúng ta vào ngày 27 tháng giêng. Các Phật tử có hoan hỷ không ạ? Và bởi vì một năm 12 tháng mà mình nghỉ hết gần 3 tháng rồi. Hồi nãy thì ăn gian thêm tháng là 10 tháng. Chứ tháng 7 là mình đâu có tổ chức được đâu. Mình chỉ có làm cái ngày lễ Vu Lan thôi. Và trong cái cuộc đời này, ngày hôm nay mình không rắp, không tinh tấn ở trên con đường tu tập, thì thật sự khi mà quỷ vô thường mà nó gọi chúng ta không biết vào cái lúc nào, giây nào. Cho nên Thầy xin phép Hòa Thượng cũng như là đạo tràng của chúng ta sẽ khai mở khóa tu một ngày an lạc vào ngày 27 tháng giêng. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ tổ chức lễ Phật đản năm sau, năm 2020, với cái dự kiến của Đức Lộc là sẽ nhờ ít lắm cũng phải 100 bạn tình nguyện viên về đây kết hợp với các em học sinh sẽ diễu hành xe đạp trong thôn quê của chúng ta, từ ở trong Chùa Phước Hội này ra của Mỹ Thành, của xã Mỹ Hội, dòng ra Chùa Phước Hội xã Mỹ Thành Nam, và sau đó kết thúc ở Chùa Phước Hội bên trong này. Và buổi tối hôm đó thì các em sẽ đốt lửa chạy để mà chào mừng Đại lễ Phật Đản trong cái năm 2020. Và cái thứ ba là khóa tu mùa hè. Thì khóa tu mùa hè thì hàng năm chúng ta cũng vẫn tổ chức cho các con em trở về đây có một cái sân chơi rất là lành mạnh. Bởi vì nó không chơi ở trong chùa thì chắc chắn nó chơi với bạn bè, chơi ở bên ngoài. Thì làm sao ít bằng khi mà các em có cơ hội để mà về chùa, để mà được niệm Phật, được gieo duyên và được làm những cái công tác thiện nguyện. Thì Đức Lộc dự trù là cho khoảng 3 em thanh thiếu nhi đăng ký trong khóa tu mùa hè sắp tới. Và cái thứ tư là tổ chức lễ hội Vu Lan Báo Hiếu Dân Pháp Ikasa vào tháng 7. Đây là một cái lễ hội truyền thống cho dân tộc Á Đông của chúng ta. Bởi vì lễ hội truyền thống Dân Pháp Ikasa này để nói lên tinh thần ẩm thủy tri nguyên, uống nước nhớ nguồn của người con Phật. Mà tất cả sự hiện chúng ta có mặt ở đây là nhờ tinh cha quyết mẹ, bằng tất cả mồ hôi nước mắt của tiên tổ ông bà cha mẹ mới có tấm thân này. Cho nên lễ hội Vu Lan Báo Hiếu là lễ hội cần thiết để chúng ta trở về, chúng ta hướng tâm về Tam Bảo để phụng sự, cũng như là chúng ta gieo duyên cúng dường để hồi hướng công đức phước báo, cầu cho người cõi âm, tiên tổ ông bà của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp
nương nhờ công đức đó mà được vãng sanh cảnh giới an lành, và những người còn sống gọi nhừng ân khang thái để chúng ta có cuộc sống hanh thông và tốt đẹp. Cho nên ngày 27 tháng 7 hàng năm là chúng ta vẫn tổ chức lễ hội Vu Lan. Thứ năm là tổ chức đêm lửa trại lễ hội Trung Thu với nhiều cái trò chơi nhân gian khác nhau. Bởi vì những cái trò chơi Trung Thu để cho các em về chùa có cái sân chơi, nào là quay số trúng thưởng, nào là rước đèn ông sao. Thật sự mà nói, ở trong vùng quê của chúng ta, nói đến rước đèn ông sao dường như là gần cả trăm năm nay chưa có cái lễ hội nào cả. Chỉ có duy nhất là năm nay 2019 tại chùa Phước Hội chúng ta có diễn ra một cái buổi lễ gọi là cái lễ hội trại lễ hội Trung Thu rước đèn ông sao đi từ chùa ra ngã tư và từ ngã tư trở về chùa. Các em rất là hoan hỷ và bà con lối xóm ở đây chúng ta cũng rất là hoan nghênh với cái tinh thần lễ hội Trung Thu cho các em có cái sân chơi và về đây được xem chú Cụi, chị Hằng Nga. Và ngày hôm nay trong đạo tràng chúng ta có chú Bất Giới mới vừa đi về, còn lại chị Hằng Nga hôm bữa cũng có tham dự trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Và thứ sáu là trọng thể trang nghiêm tổ chức lễ kỵ tổ sư. Năm nay á, chùa chúng ta tổ chức lễ quý kỵ tổ sư kỷ niệm 10 năm của Hòa Thượng Viên Tịch ở chùa Phước Hội, xã Mỹ Thành Nam ở bên ngoài. Bởi vì cái ngôi chùa Phước Hội ở bên trong của chúng ta đây là cái ngôi chùa tổ được gây dựng nên từ các bậc tổ sư, và sự kế thừa tiếp nối dấu chân đó là Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Đạt, và hiện tại bây giờ là Hòa Thượng Bổn Sư của chúng ta đang ngồi chứng minh trong đạo tràng này là người đương kim trụ trì. Cho nên năm nay chúng ta kỷ niệm 10 năm ở ngoài đó là bởi vì Hòa Thượng là người đã đi ra ngoài đường quốc lộ 1 mua cái mảnh đất để kết thành một cái mái âm tranh và cất lên một cái ngôi chùa Phước Hội đó để cho các Phật tử gần xa trở về để gieo duyên. Đúng lý ra ngày hôm nay ngôi chùa Phước Hội ngoài đó cũng là cái lễ tổng kết tất niên cho tất cả các em thanh thiếu nhi ở trong huyện Cai Lậy và huyện Cai Bè sẽ tập trung ở đó ngày hôm nay. Nhưng bởi vì các em ngày hôm nay thi cho nên di dời lại vào ngày mùng 4 tới, các em sẽ tổ chức ở ngoài đó và tổ chức từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Rất là nhiều những cái chương trình hoạt động, nào là chợ phiên chợ quê hương, nào là những bốc thăm trúng thưởng vân vân, rất là nhiều những cái chương trình ngày mùng 4 tới. Và cái lễ quý kỵ tổ sư năm 2020 thì chúng ta sẽ trọng thể trang nghiêm và thanh tịnh, đầy lòng thành kính, chúng ta sẽ tổ chức tại chùa Phước Hội bên trong này. Tại vì năm tổ chức ở chùa bên ngoài, nhưng mà năm sau là năm 2020 chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức vào cái dịp trung tuần tháng 9 thì sẽ tổ chức ở trong này. Thì trong cái đêm đó thì Đức Lộc đang lên một cái kế hoạch là sẽ nhờ các anh chị em nghệ sĩ sẽ góp vui trong cái buổi lễ buổi tối hôm đó, mời các anh em nghệ sĩ thành phố sẽ về sẽ trợ duyên cho cái buổi lễ quý kỵ tổ sư. Và cái thứ bảy, sau cái lễ quý kỵ tổ sư thì cái khóa tu của chúng ta sẽ tổ chức cái khóa tu tổng kết vào tháng 11. Nhưng mà thưa các Phật tử, cái quan trọng nhất trong cái năm 2020 với cái tâm nguyện của Hòa Thượng trụ trì cũng như là với cái tâm nguyện của Thầy và các Phật tử ở địa phương là làm sao chúng ta phải chung tay góp sức như thế nào để làm hoàn tất cái đoạn đường từ ở ngã tư đi vào trong chùa này đến cái cầu ở phía trước miễu mà Đức Lộc đã vận động bắt và xây dựng được cái cầu chiều ngang 3 mét, chiều dài 30 mấy mét ở nơi phía trước miễu của chúng ta rồi. Và với sự kêu gọi cũng như là trợ duyên của các cấp chánh quyền, là nhờ sự hỗ trợ của nhà chùa cũng như bà con nhân dân ở địa phương đây, mỗi người một cánh tay, chúng ta chung nhau, người bỏ công, người bỏ của, người góp sức để chúng ta làm sao để đường đắp cái con đường lộ ở phía bên kia đường để nó hoàn thiện
ở đây chúng ta có thể di chuyển bà con mình cái khu vực này, nếu mà có xe 4 chỗ để chạy vào ở trong chùa, gửi ở trong sân chùa cũng được, mà chúng ta vận chuyển đồ đạc cũng rất là dễ. Cho nên sẵn nơi đây, thầy xin được tha thiết kêu gọi các Phật tử chúng ta mỗi người một ít, cái quan trọng nhất là tấm lòng của mình, để mình chung tay góp sức, góp của, góp công, để làm sao có được cái công đức, có được phước báo trong nhân ngày hôm nay mình gieo trồng. Thưa các Phật tử, sẽ mãi mãi không bao giờ mất, mà chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta sẽ sanh ra một cái nơi rất là trang nghiêm, quy hoàng, diễm lệ. Biết đâu ngày hôm nay chúng ta ít phước cho nên mình sanh ở cõi nhân gian, mà cõi nhân gian nơi đây vẫn có phàm thánh đồng cư độ, có người phàm, có người thánh. Và chúng ta tu tập tốt thì chúng ta sẽ sanh về cõi thiên giới. Mà mai mốt biết đâu các Phật tử chúng ta về cõi thiên giới, nhớ chừa cho Đức Lộc một chỗ ở trên đó, được không ạ? Khi mà chúng ta làm những công đức, làm những phước báo thì chắc chắn một điều, chúng ta không cần phải cầu nguyện giáng ai cả. Không cần phải cầu nguyện giáng sinh bất cứ một người nào cả. Bởi vì khi chúng ta làm lành thì chắc chắn sẽ hưởng được quả lành. Khi chúng ta làm ác thì phải chịu cái tội ác thôi. Cho nên đó, mình làm càng tốt, làm càng điều thiện nhiều chừng nào thì công đức và phước báo nó nhiều chừng nấy. Cho nên sẵn đây thầy xin được tha thiết kêu gọi các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, cái quan trọng nhất bằng tấm lòng của mình. Thầy không quan trọng về vấn đề tiền nhiều tiền ít, giàu có hay nghèo khổ, không quan trọng chuyện đó. Giàu ở đây là giàu công đức, giàu phước báo, chứ không phải giàu bằng vật chất. Bởi vì chết chúng ta không đem theo bất kỳ một cái gì được hết, nút áo còn phải lắc lại, bỏ lại, hà huống chi nói đến tiền của vật chất, nhà lầu xe hơi, tất cả mọi thứ xa hoa dẫy đầy ở trên cuộc đời này. Thưa các Phật tử, khi chút hơi thở sau cùng, thầy dám khẳng định rằng không ai có thể đem theo được. Mình nhìn cái áo quan, nhìn cái quan tài, nhìn cái hàng là chúng ta biết bỏ được cái xác mình thôi. Sao bỏ được chiếc xe, sao bỏ được cái căn nhà, hoặc là sao bỏ được tất cả những thứ mà chúng ta sở hữu. Hoàn toàn những cái đó là tạm bợ ở trên cuộc đời này. Chỉ có công đức, chỉ có phước báo mà chư tổ đã từng dạy: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Chỉ có đạo là con đường quy hoàng, chỉ có đức mới xây dựng con người chúng ta trở thành một con người thánh thiện, trở thành một con người phước báo trong hiện tại cũng giống như trong tương lai. Cho nên thầy mong các Phật tử chúng ta chung tay góp sức, và cùng với thầy kêu gọi các Phật tử ủng hộ trợ duyên phụ với thầy đoạn đường từ ở ngoài ngã tư về chùa Phước Hội này. Các Phật tử chúng ta có hoan hỷ không ạ? Và thầy cũng xin các em tình nguyện viên của chúng ta luôn, thì chúng ta sẽ cùng với thầy để mà trợ duyên phụng đạo. Bởi vì thầy đã từng nói mình chỉ có, ngày xưa trời Đế Thích chỉ có dọn một cái chỗ ở, chỗ mà để cho những người nghe pháp thôi mà được trở thành là vua của trời Đế Thích, vua của 33 tầng trời. Thì hà huống chi là tất cả các bạn chúng ta về đây nè, dọn ghế nè, quét dọn nè, rồi phụ với thầy làm công quả, rồi trợ duyên tất cả những cái buổi lễ. Đó là cái phước báo rất là lớn, phước báo phải nói là rất là thù thắng. Cho nên thầy xin một tràng pháo tay thật lớn để tán thán công đức của tất cả các bạn. Và một lần nữa chúng con xin được cảm niệm tri ân công đức Hòa Thượng và Đại Đức Thích Phước Quang đã chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Và cũng xin được chân thành cảm ơn quý Phật tử gần xa đã trở về đây thương tưởng đạo tràng để tham dự trong cái khóa tu tổng kết ngày hôm nay. Kính chúc sức khỏe toàn thể liệt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là phần tuyên dương công đức cho các bạn đã có nhiều đóng góp trợ duyên cho khóa tu tại đạo tràng. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng tuyên đọc quyết định khen thưởng và tuyên dương công đức cho các bạn tình nguyện viên trong nhóm Bước Chân An Lạc của đạo tràng chùa Phước Hội. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đạo tràng Phật tử,
và các em thiện nguyện. Thì hôm nay là cái ngày lễ tổng kết khóa tu năm 2019 tại Đạo Tràng Chùa Phước Hội. Chúng ta long trọng tổ chức thì qua hơn nửa giờ đồng hồ, các vị đã lắng nghe cái báo cáo cũng như cái phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của Đạo Tràng chúng ta. Thì hôm nay trong cái dịp tổng kết này, tất cả các Phật tử đã có công đóng góp về tịnh tài, tịnh vật cũng như công sức và trí tuệ để cho Đạo Tràng chúng ta được ngày thêm khởi sắc. Do vậy mà ban tổ chức chúng tôi có một vài cái tuyên dương để biểu dương và tán thán những cái thành tích, những cái công đóng góp đó trong cái Pháp Hội Đạo Tràng hôm nay. Tất cả các Phật tử sau khi các vị đã nghe tên và nhận lãnh cái bằng tuyên dương của ban tổ chức, các vị cũng hoan hỷ và đến nơi Pháp Hội để chúng ta lãnh thọ những cái bằng tuyên dương công đức trong cái buổi lễ hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử và các bạn tình nguyện viên thân mến. Có thể nói rằng sự an tâm tu học của chúng con đó chính là nhờ sự tận tình hướng dẫn của chư tôn đức và sự trợ duyên của Phật tử gần xa, vật chất cho đến tinh thần. Giờ này xin được kính mời Phật tử Đức Chí đại diện đạo tràng có đôi lời cảm từ của khóa tu trong buổi lễ tổng kết đạo tràng hôm nay. Xin được kính mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, con Phật tử Đức Chí thay mặt đạo tràng dâng lên lời cảm tưởng khóa tu trong một năm vừa qua. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay nơi đạo tràng chùa Phước Hội, trong bầu không khí kiết tường tỏa hương vị ngọt ngào, giải thoát đầy tinh khiết, xuất phát từ công đức tu hành nghiêm thân tấn đạo, giới đức vẹn toàn, thể hiện lòng từ bi hòa ải, phúc đức thâm sâu, chứa chan lòng vị tha vô bờ bến. Quý Thầy đem đến cho chúng con được niềm vui an lạc trong cuộc sống, đốt cháy những phiền não sầu muộn, so dịu cho tâm hồn chúng con đang bị trầm luân, trôi theo dòng đời ngũ trược đầy đau khổ. Chúng con có đầy đủ duyên lành quy hướng về ba ngôi báo. Chúng con được gần gũi các bậc thiện tri thức, được tắm mình trong dòng suối từ hòa ngọt ngào mà quý Thầy là ngọn hải đăng soi sáng, là ngọn đuốc chí phá tan đêm tối vô minh, soi sáng và khai mở tâm hồn chúng con, dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý liên hữu, từng tiếng niệm Phật tha thiết ngọt ngào của quý Thầy hòa quyện với tiếng niệm Phật của tất cả đại chúng như dòng suối đại bi tinh khiết thơm mát đang chảy trong tâm hồn chúng con, rửa sạch dần những nhơ xấu trong tâm chúng con,
cho tâm chúng con ngày ngày được sáng dần lên đến một ngày kia. Tây phương đường về không xa nữa, sen vàng thơm mát dấu chân xưa. Thênh thang dạo chơi thiền bát nhã, suối đại bi mãi tuôn trào. Bằng tất cả lòng tôn kính, chúng con xin được giải tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thượng Tọa Chủ Trì, mà cũng là Hòa Thượng Bổn Sư của các hàng Phật tử chúng con. Thầy đã hoan hỷ khai mở khóa tu hàng tháng cho Phật tử chúng con trở về tu tập. Chúng con đã xin chân thành cảm ơn quý Phật tử công quả lúc nào mồ hôi cũng ướt đẫm lưng để lo cho chúng tôi từng bữa ăn ngon, lo cho chúng tôi đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt để chúng tôi an tâm tu học. Xin chân thành cảm ơn Phật tử Tâm Thảo, Tâm Thành, Huệ Đức. Tuy đường xa chắc chở, nhưng khóa tu nào cũng dâng hoa quả để cúng Phật. Xin ghi nhận công đức chú Phật tử Đức Thanh đã phát tâm làm người đưa đò, không ngại khó nhọc giúp đỡ bà con Phật tử về tham dự khóa tu. Cuối cùng, xin chúc đạo tràng luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, giờ phút này là những giây phút rất quan trọng trong buổi lễ tổng kết khóa tu ngày hôm nay. Xin quý Phật tử chúng ta hãy lắng động tâm tư để đón nhận lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng đạo hiệu Thích Quảng Thiện chứng minh cho buổi lễ tổng kết công tác Phật sự của đạo tràng hôm nay, có đôi dòng pháp ngữ chỉ dạ cho đạo tràng Phật tử chúng con. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Thiên Triền Tứ Thất Kế Nhị Tam Việt Nam Lịch Đại Ngũ Gia Tông Phái Triền Giới Triền Giáo Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Phước Hội Đường Thượng Khai Sơn Đạo Tự Ân Sư Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa các cấp chánh quyền sở tại, kính cùng toàn thể pháp hội đạo tràng Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày tổng kết khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Phước Hội, tất cả Phật tử xa gần chúng ta về đây trước hết để tham dự và cũng như lắng nghe cái nội dung buổi gồm có bốn phần căn bản. Đó là thứ nhất là cái báo cáo của cái khóa tu 2019. Tiếp đó là cái phương hướng hoạt động của cái khóa tu đạo tràng chúng ta 2020, và lắng nghe cái phần cảm tưởng của Phật tử đại đạo tràng, và cái kết thúc là tất nhiên là lời sắc tấn của chư tôn đức cho quý Phật tử của được cái buổi lễ chúng ta gồm có bốn phần căn bản đó. Thì qua hơn một giờ thì các Phật tử cũng lưu tâm, cũng vô cùng lắng nghe cái báo cáo của đạo tràng chúng ta sinh hoạt Phật Pháp trong 2019 vừa qua, từ các mặt
tu học tất cả những điều phước thiện trong cái đạo tràng chùa chúng ta, thì con số nó hơn 600 triệu, thì các Phật tử đã lắng nghe. Bởi vì chùa thôn quê chúng ta mà hoạt động và sinh hoạt với cái số tiền để mà chúng ta làm từ thiện đó các vị, là không phải là con số nhỏ. Mà trong đó có sự đóng góp của tất cả các Phật tử xa gần, và nhất là nhờ Đại Đức Thích Đức Lộc vận động các mạnh thường quân để chúng ta làm những cái việc ích đời đẹp đạo. Cho nên các Phật tử đã lắng nghe cái báo cáo vô cùng quý báu và lên để cúng dường mười phương chư Phật. Tất cả các Phật tử chúng ta xin cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng. Và kế tiếp đó là cái phương hướng hoạt động các Phật tử đã nghe thầy Đức Lộc đã sinh hoạt. Cái phương hướng sắp tới của năm 2020 hoạt động và tu học của đạo tràng chúng ta, nó có rất nhiều cái tình Phật lắng nghe rồi, nhiều cái lễ hội và nhiều cái Phật sự rất là trọng đại. Như là cái sắp tới đây chúng ta thấy đó, cái đạo tràng chúng ta sinh hoạt và hoạt động trở lại cái ngày 27. Bởi theo lệ thì hàng năm chúng ta trở lại với cái đạo tràng tháng 2 cũng ngày 27. Mà hôm nay chúng ta rút lại và thêm được một tháng riêng nữa, thì các Phật tử đã hoan hỷ. Như các vị nhớ, khi chúng ta hoan hỷ rồi chúng ta phát nguyện, thì nhớ cái ngày 27 tháng giêng chúng ta quy tụ về đạo tràng để chúng ta tu học. Các vị có nhớ điều này không? Các vị nhớ không? Bởi vì hàng năm thì chúng ta tháng 2 chúng ta mở cái khóa trở lại, nhưng mà hôm nay ban tổ chức đã ấn định, tức là trở lại cái tháng giêng, tức là trước cái tháng 2 tháng giêng đó là còn nằm trong cái mùa xuân năm mới để chúng ta tu tập. Bởi vì thầy Đức Lộc đã có nói rồi, Phật đã có chỉ dạy chúng ta vô cùng một bên cạnh đó, đúng không? Không biết ngày giờ nào chúng ta, cho nên phải tấn tốc, phải tinh tấn. Một tháng, một ngày, một bữa nó cũng là quý. Cho nên chúng ta sắp xếp ổn định lại, trở thành cái tháng giêng 27 để chúng ta trở lại cái khóa tu học của chúng ta. Và tất cả những cái lễ hội mà cái phương hướng hoạt động mà thầy Đức Lộc đã đưa ra thì các vị đã nghe rồi, phải không? Trong đó có nhiều cái lễ hội rất là quan trọng, như là cái lễ hội Phật Đản, là kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, một bậc cha lành muôn loài. Kế đó là những cái khóa hội như là lễ hội Du Lan mùa báo hiếu của ông bà, rồi lễ khóa tu mùa hè cho các Phật tử, rồi lễ hội Trung Thu cho Nhi. Các vị đã lắng nghe đó, nó có rất nhiều cái lễ hội trong đó. Cho nên nhờ thầy Đức Lộc còn trẻ tuổi, có năng lực, cho nên về đây để ủng hộ cho cái đạo tràng chúng ta. Xin chúc mừng cho pháp hội chúng ta năm tới một tràng. Và kế tiếp đó nữa là những lời tâm cùng của ban tổ chức của chúng tôi, tức là sao tất cả các Phật tử chúng ta năm nay, tức là năm 2019, với cái sự tu học và lực phát tâm của chúng ta, nó có hai cái việc trọng đại trong cái sự tu. Một là tu phước, hai là tu huệ. Mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta cố gắng nhiều hơn và phát tâm dũng mãnh, chúng
ta tu dồi giới định tuệ và luôn luôn gắn bó với đạo tràng, với ban tổ chức chúng tôi, để chúng ta làm hai cái việc đó chu đáo và tốt đẹp hơn. Cái thứ nhất là tu phước. Tu phước là chúng ta gắn liền với ban tổ chức, làm tất cả những điều thiện, tu cầu bồi lộ, bố thí kiết trai, cúng dường tam bảo, in ấn kinh sách của Phật để chúng ta bố thí. À, đó là cái công quả và tu phước. Là tất cả các Phật tử chúng ta thể hiện được công đức lành đó, trong cái ngày tổng kết chúng ta được nêu danh với cái sự tiên dương công đức rất là đầy đủ, rất là tán thán. Xin quý vị chúc mừng cho một tràng pháo tay nữa. Kế tiếp đó là cái phần tu huệ. Tu huệ có nghĩa là gì các vị? Tức là chúng ta công phu tu tập, đi mặc dầu trong vùng sâu vùng xa ở nơi đạo tràng này, có nhiều vị đã hết sức là tinh tấn sắp xếp cái việc gia đình, có một ngày an lạc nhưng mà tu không được trọn vẹn, tại vì chúng ta thiếu duyên, đúng không nè? À, cái hoàn cảnh điều kiện rất là bận rộn, cho nên chúng ta không ở được một ngày mà chỉ có một buổi thôi, mà cũng khó mà sắp xếp được gia đình. Đấy là một cái việc mà các vị tinh tấn thầy thấy hết sức là hoan hỷ. Chứ không phải chúng ta tu hết một ngày Phật mới chứng minh. Nó tùy theo cái hoàn cảnh, điều kiện, cái duyên phần của chúng ta. Vậy mà mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa. Qua năm 2020, các vị nên phát tâm một cách tinh tấn mà cố sắp xếp. Bởi vì Phật đã nói ngày qua ngày, mình không biết mình sống ngày nay chứ chắc gì ngày mai không các. Đừng chi nói chi năm tới, phải không nè? Cho nên chúng ta được việc đó rồi, phải cố gắng, phải siêng năng tu tập và hành trì giáo pháp của Đức Phật. Không chẳng những chúng ta đến đây mà chúng ta hành trì và học hỏi cùng đại chúng, mà ở tại nhà chúng ta cũng phải cố gắng, chứ không phải mà tới khóa tu chúng ta mới tu tập, ta mới đến đạo tràng, mới học hỏi, mới niệm Phật, mới công phu. Mà ở tại tư gia, ở tại nơi tam bảo tại gia, chúng ta cũng có thể thực hiện được. Điều đó mong rằng tất cả các Phật tử bước sang năm mới, tức là năm 2020, các vị phải cố gắng, phải nỗ lực tu tập hai cái pháp mà thầy vừa kể trên, tức là cái pháp tu phước và cái pháp tu huệ. Đó, để trọn vẹn công đức lành thì mới mong rằng cái tương lai mai sau chúng ta trở về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà một cách tuyệt đối. Mong rằng tất cả đại chúng chúng ta hôm nay cái ngày tổng kết tu 2009 để bước sang cái năm mới 2020, tất cả các Phật tử chúng ta đã lắng nghe báo cáo, lắng nghe cái phương hướng hoạt động, lắng nghe cái cảm tưởng của các Phật tử và lắng nghe những lời giáo hóa của quý thầy sách tấn cho trên bước đường tu học chúng ta. Và chúc cho tất cả các Phật tử bước sang năm mới được tròn đầy công đức và tinh tấn tu hành để chống thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là phát quà lưu niệm. Đây là phần quà không đáng bao nhiêu, tuy rất nhỏ bé nhưng đã rối chọn ân tình của chúng ta trong suốt một năm tu học vừa qua tại đạo tràng. Xin mời các bạn tình nguyện viên trao những phần quà cho cô chú và anh chị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ đến đây đã kết thúc. Chúng con xin được thay mặt ban tổ chức xin được tri ân Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Tôn Đức Tăng, quý Phật tử gần xa đã trở về ngôi chùa Phước Hội trong vùng xa đầy khó khăn, về với phương tiện đi lại tham dự buổi lễ tổng kết đạo tràng khóa tu ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện chư Phật gia hộ chư Tôn Đức luôn là bóng cây đại thọ để hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Xin cảm ơn quý Phật tử gần xa đã trở về tham dự trong buổi lễ tổng kết khóa tu đạo tràng sáng hôm nay. Đặc biệt, ghi nhận công đức của các bạn tình nguyện viên trong nhóm Bước Chân An Lạc đã trở về trợ duyên cùng với ban tổ chức trong buổi tổng kết này. Cầu nguyện chư Phật gia hộ, quý Phật tử và các bạn tình nguyện viên sang năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, cuộc sống gặp nhiều thuận lợi và tốt đẹp. Giờ này, chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức mời toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.